Xin chào mọi người, hôm nay công ty tự động Trần Gia sẽ giới thiệu mọi người về sạc vô của Mitsu. Thì trước mặt mọi người đây, đây là sạc vô Mitsu dòng G2S. Nguồn cấp của nó là nguồn 3 pha 2.2. Nó sẽ xuất ra nguồn nguồn là 170V 70V. Thì với con G2S này, đấu nguồn chúng ta sẽ đấu ở trên đây, còn ba cổng dưới chúng ta sẽ đấu vào motor để xuất xuất nguồn điện cho cấp nguồn điện cho motor. Còn ở khung này C1 thì chúng là cổng để kết nối IO của giữa sạc vô giữa giữa driver sạc vô và thiết bị ngoại vi. Và SIN2 là cổng để chúng ta kết nối encoder giữa driver và motor sạc vô. Còn đây là để cổng để chúng ta có thể set set cái chế độ của nó. Đây, mở đầu tiên là để chúng ta mod, là nút mod để chúng ta chọn chế độ của nó. Nút thứ hai nút up, nút lên. Nút thứ ba nút xuống và nút thứ tư nút set. Còn đây là cặp là màn hình LCD chúng ta để có thể hiện những thông số mà chúng ta cài hoặc là danh bạ của nó.